thuật phẩm cao quý này đến từ quá khứ. Được gọi tên là chiếc lọng của người Việt ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Để che nắng, che mưa, thể hiện danh phận của người được che chắn, thể hiện sự trang nghiêm, linh thiêng trong nghi lễ, mang ý nghĩa là điềm lành, sự may mắn, và còn kể chuyện về nghề làm lọng cung đình trong dân gian xứ Huế. Nếu muốn tìm về những điều xưa cũ ở Huế, chắc chắn không thể thiếu nghề làm lọng truyền thống. Trên vùng đất giàu tín ngưỡng dân gian, chiếc lọng xanh, đỏ, vàng được may thêu, tết, đan chỉ, trang trí cầu kỳ là nét đẹp văn hóa của miền cố đô từ xa xưa. Cái nghề này là nó xuất phát từ lâu lắm rồi, thì đến nhà chủ Nguyễn 13 đời vua, thì đó là mình ở Huế nên bắt đầu là hình thành và phát triển cái nghề lọng này để phục vụ cho vua. Đến bây giờ thì người ta phân á, nếu như mà lòng vàng thì là để cho nhà chùa, còn lòng đỏ thì để cho là dân. Thế còn là đám cưới thì ở đây người ta vẫn là dùng lòng. Đám cưới nó ở Huế bắt buộc là phải có như thế. Trong nghi lễ cung đình hay trong dân gian, cây lọng rực rỡ luôn được người dân Huế làm qua rất nhiều khâu tỉ mỉ. Trước tiên, việc chế tác kết cấu khung sườn đẹp có thể xòe ra mềm mại và gặp lại linh hoạt. Đó chính là câu chuyện về bản hòa tấu ăn ý giữa tre và đôi tay, khối óc của con người. Làm thế nào để ra được 34 thanh lạc ngắn, 34 thanh lạc dài, lắp vào chiếc gù, kết nối một cách hoàn hảo? Mình mua tre nửa về, rồi mình cưa từng cái khúc theo cái kích thước mà quy định. Khi mà xử lý xong rồi thì người ta sẽ bắt đầu uốn cái này, xong rồi phải khô rồi người ta khoan lỗ rồi vôi giống như tôi vừa vôi sang đây. Cái này là mấy cái phần trên, còn cái phần dưới nữa, hai phần gặp lại nó mới ra cái lòng. Cái bộ phần chỉnh của cái lòng á là trước hết là cái cá tới cầm đó, xong rồi đến cái bộ xương nó gồm có phần trên và phần dưới, rồi trên là có cái áo. Để cây lọng có sắc áo đẹp, thân cán sẽ được người thợ Huế chạm trổ rồng bay, phượng múa, sơn son, thép vàng. Nghệ thuật trang trí hoa văn trên các nếp gấp của nan tre cũng hết sức đặc sắc. Nếp đan lên xuống theo quy luật hài hòa, tươi tắn, tua rùa được móc, tép bắt mắt, áo lưới bằng vải gấm may thêu tinh xảo. Cái nghề này là nói rất hay, vì nó có giữ gìn được truyền thống của cha ông ngày xưa để lại và cái nét đẹp của Huế. Nghề làm lọng cung đình Huế hiện diện trong nhịp sống hôm nay vẫn giữ nguyên cốt cách xưa, tái hiện lại một phần ký ức cung đình, nơi kể với con cháu nước Việt về sự giỏi giang, khéo léo của cha ông. Từng thanh tre, sợi chỉ, đường sơn, khúc gỗ với sắc thái trang trọng đưa chiếc lọng cổ truyền tạo thành tác phẩm nghệ thuật giá trị, lưu giữ nét đẹp văn hóa của vùng đất cố đô.